Em xin chào tất cả các anh đã quay trở lại video đầu tuần của kênh em, video 444 ạ. Và tiếp tục hôm nay sẽ là những cây cần tây, có cả lóng ngắn và lóng dài nha. Có những mẫu nhỏ nhẹ nè, cho các anh gãy rô diết, cá suối, cá mương, và mình dòng chô chép, câu hồi dịch vụ thoải mái. Có những mẫu cần tây ráp khúc, này phôi giả vân trúc rất đẹp nha các anh. Và cần súp cho các anh đánh bạc bãi. Và cần 3 khúc nha, 3 khúc đơn âm lăng xê, câu hồi dịch vụ câu tra được. Và máy thì sẽ có những con máy size nhỏ thích hợp lưu, lưu lóc, lưu chẽm nè. Và một con máy cối nông mô bin sống của Dawa Tournament nha các anh. Và cuối cùng sẽ là một con máy câu biển sang hàng đánh bạo lực nè, máy size lớn của Olympic. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn máy là 30.000, còn đơn cần là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Các đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên góc màn hình nha. Đây, bên góc trái. Hoặc là liên hệ của em qua số Zalo 0933 111 365. Và đầu tiên là một con Shimano dòng Ultera 2000 ạ. Size thực máy 2000. Cước số 2 sẽ vào 150, 2.5 và 125 và cước số 3 vào được 100m. Con này hàng Japan. Này, made in Japan nha, thân carbon, cối là cối kim loại luôn. Ngoại hình con này thì trên 85%. Này, tay quay rất sáng nè, tay quay kim loại nha các anh. Này, ngoại hình máy rất là tốt nha. Con này thì còn trên 85, không xây xước nhiều nè. Size thực 2000. Các anh đánh lóc chẽm, câu đơn, câu cần ISO thoải mái nè. Đấy, cước cực kỳ nhảy luôn và con lăng vẫn còn sáng. Mô bin của nó là mô bin sóng nha. Lưỡi gà đầy đủ. Này, size thực 2000. Một chiều có ABS. Quay rất là mượt mà. Đây, không xào không lắc nha các anh. Và hai chiều này, cực kỳ nhẹ luôn. Lưu thì nên lấy dòng này nha. Nên lấy dòng này. Lưu rất là mượt. Mã số 1 giá 750.000. Máy mã số 1 giá 750.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì về được một con kit nha các anh. Con này là dòng kit 3.000 này. Lóc chẽm thoải mái. Dawa kit. Và con này là hàng Thái Lan xuất Nhật nha các anh. Made in Thái Lan nè. Thân carbon cố kim loại luôn. Kẹt cước của máy đây. Còn nhạy. Còn lăng đây. Nó hơi màu nước sơn, nó có hơi đi theo năm tháng nha, nhưng mà vẫn còn sử dụng tốt này. Dây dây bình thường. Mô bin sóng nha các anh, này lưỡi gà đầy đủ và nó có đi kèm dây dù BE. Size thực 3000 thì cước số 3 sẽ vào được khoảng tầm 150. Cước 2 vào được 100m. Có cốt bên trong nha. Anh nào muốn xem thì các bạn Zalo với em. Thì bây giờ mất thời gian của các anh. Này, tay quay kim loại luôn, đổi trái phải được hết. Hai lô máy hôm nay em lên đổi trái phải được hết nha. Một chiều có ABS. Máy hoạt động không tiếng kêu nha. Này, ngoại hình thì có đi theo năm tháng này. Này thì đã có giá theo tình trạng máy nha các anh. Này, giá theo tình trạng máy Dawa Kit 3000. Mã số 2 giá 1 triệu mốt ạ. Máy mã số 2 giá 1 triệu 100 nghìn. Và tiếp theo là mã số 3. Ngày số 3 hôm nay lên rất là nhiều những dòng máy lưu nha các anh. Dawa dòng Luvias 2000 năm, size thực máy size 2500 nha. Và con này là hàng Japan, made in Japan, thân carbon ạ. Này, cối của nó cối kim loại nè. Một bên sóng, con này thì đòi rất không kêu nè. Gạt cước nhảy, cực kỳ nhảy luôn nha, rất chắc chắn. Gạt cước của máy còn sáng đẹp. Con lăng đây, màu vàng gold luôn, còn xoay được. Size thực 2000 năm và cước số 2 sẽ vào được khoảng tầm 150, 180, 2.5 thì 150, còn cước số 3 của nó vào được tầm 100m ạ. Đấy, các anh đánh lóc chẽm thoải mái nha, có ABS này. Không xào không lắc, máy quay cực kỳ nhẹ. Rất nhẹ nha. Tay quay thì có thể đổi trái phải được hết. Còn đây là hai chiều. Một chiều hai chiều của máy hoạt động tốt ạ. Và mã số là số 3 giá 1.200.000. Máy mã số 3 giá 1.200.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 sẽ là một con máy của dòng Okuma nha các anh. Okuma là hàng China xuất Nhật nha. Cái này size thực của nó thì khoảng tầm là 4.000. Ngâm lăng xê hoặc các anh câu ao, câu hồ. Này, câu sông đều được, đánh sông đều được nha. Này, hoặc là mình đánh lục đầu cần, hàng China xuất Nhật ạ. Thân máy sẽ là carbon, cối là cối kim loại nè. Ratio ghi sẵn 4.5. Và con này thông số dây BE của nó dây 2.5 vào được 300m, còn dây số 3 vào được 250m nha. Còn thông số cước đây, có hai thông số luôn. Cước 4 vào 250, cước 5 vào 200. Thân carbon cối kim loại nha.
Này, mô bên sống này, lưỡi gà đầy đủ nha các anh, gà cước còn nhạy chắc chắn luôn. Còn lăng đây, vàng gold. Thì máy trên video em quay như nào em sẽ gửi cho các anh như vậy nha. Con này thì một chiều của nó có ABS ạ. Máy chạy 10 bạc đạn nha các anh, 10 bombardin nè, 10 bạc đạn, có ABS. Không xào không lắc nha, không có tiếng kêu luôn. Còn đây là hai chiều, quay rất là nhẹ, rất mượt mà ạ. Mã số 4 và giá con này là 550.000. Máy mã số 4 nha, giá 550.000. Và tiếp theo, mã số 5. Mã số 5 sẽ là một con máy đa quay dòng printer V4000 nha các anh. Này 4000, xài thực 4000 luôn, ngâm lăn xê thoải mái. Xài thực 4000 và con này là hàng China xuất Nhật ạ. Thân carbon cối kim loại. Mô bin sóng này, con này thì lưỡi gà nó không có kêu nha các anh. Gà cước vẫn còn nhảy này, lăn cước sáng màu vàng gold. Xài thực 4000. Và cước số 5 sẽ vào được 200m, cước 6 vào 150, máy có chạy bạc đạn nha các anh. Tay quay là dạng tay quay kim loại nè. Có chốt chặn một chiều. Này, máy quay rất là khỏe nha, size này thì các anh thích đánh lóc chẽm đều được hết. Tay quay trái phải luôn, mã số là số 5, giá con này 270.000. Này, cái phần cối của nó có xây xước theo năm tháng nha các anh. Này, giá thì đã theo tình trạng máy rồi. Mã số 5 nha, giá 270. Và tiếp theo, mã số 6. Số 6 sẽ là một con máy cối nông mô bin sóng ạ. Xài thực con này thực khoảng tầm 9.000, kết hợp cho các anh đánh lục xa bờ nè, câu săn hàng, câu biển, câu bạo lực đều được hết nha. Máy khoảng đai qua dòng Tournament Million Max SS 9.000 và xài thực của nó cũng là size 9.000 ạ. Này xài thực size 9.000 luôn nha. Và con này là hàng Japan. Này made in Japan rồi, đai qua Tournament. Thân carbon cối kim loại. Mô bin sóng và lưỡi gà của nó kêu tiếng đầy đủ nè. Gà cước thì còn nhảy luôn, hoạt động tốt, lăn cước sáng còn xoay được nha. Xoay thực 9.000. Và dòng này thì nó sẽ chạy tới 6 bạc đạn nha các anh. Ratio của máy thì em đo được là 3.4 này, ratio 3.4. Dòng này các anh đánh lục xa bờ thoải mái nè, câu săn hàng rất là tốt, rất hiệu quả. Tay quay kim loại gập gọn được này, máy cối nông mô bin sóng nha. Và ngoại hình thì cũng còn được 85-90% luôn. 85-90% này. À, tầm 85 cho các anh. Máy khá mới, không xây xước nhiều. 6 bạc đại nha, có chốt chặn một chiều. Này, mô bin sóng thì con nào nó cũng có chống đối dây hết nha các anh. Này, có chống đối dây cho mình. Còn đây là 2 chiều ạ. 1 chiều 2 chiều hoạt động rất là tốt. Mã số 6 và giá con này là 1.650.000. Mã số 6 nha, giá 1.650.000. Cối nông mô bin sóng. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 một con máy size lớn cho các anh đánh biển, săn hàng nè, câu trả bò dịch vụ nha. Này, con này săn hàng bạo lực luôn, size thuộc máy rất là lớn. Máy khoảng Olympic dòng Y 606 nha. Này, 606 con này thì hàng Japan rồi. Những dòng máy này đều hàng Japan hết nha các anh. Full hợp kim luôn, tay quay kim loại nè. Rất là dày dặn chắc chắn luôn. Này, và size thực của máy thì khoảng tầm là 12.000 nha. Tầm 12.000, 12 đến 14.000. Này cái cối của nó rất là lớn nha các anh. Thông số cước nè. Cước 12 vào được máy là 215, cước 14 vào 109, 16 vào 175 và nó vào được cả cước 20 là 130m nha. Này size thực 12 đến 14.000. Và ratio ghi sẵn là 3.5. Trọng lượng của máy sẽ là 830g nha. Ratio 3.5 nè. Full hợp kim luôn. Gạt cước vẫn còn nhạy, còn lăn cước sáng. Con này thì hình như nó có cốt nha các anh. Các anh muốn xem thì cứ kết bạn Zalo với em nha. Máy chạy 3 bạc đạn ạ. Và tay quay có thể đổi trái phải. Gập gọn thì mình chỉ cần vặn ốc như này thôi thì mình sẽ gập được máy nha. Còn các anh nhận hàng thì các anh siết chặt vào như này giúp em. Này thì máy sẽ quay nè, rất là mượt mà chắc chắn luôn, cực kỳ bạo lực. Đi biển thì nên sắm một em như này, size 12 đến 14 nghìn đánh săn hàng nha các anh. Và mã số là số 7, giá 1.050.000. Máy mã số 7 giá 1.050.000 nha. Và tiếp theo thêm xin phép lên cần. Cây đầu tiên là một cây cần lưu máy ngang ạ. Cần lưu máy ngang, cây này thì có chiều dài là 2m7, độ cứng ML 2m7 cứng ML nha các anh. Tải cá của nó được 5 đến 10 lb này.
phôi carbon xoắn, còn nguyên zin nguyên bản nha, không phải là không zin đâu nha các anh. Này, thường các anh thấy một bên xoắn một bên nút sơn nó đen nè, bảo không zin, mà cứ nhìn đường chỉ này, này đường chỉ đen viền đỏ nè, và các anh cứ ráp cần vào này, nguyên zin của nó nha. Khoen sẽ là khoen hãng và bắt cũng là bắt hãng luôn, máy ngang thì nó sẽ có tay cò phía dưới này bắt vặn cho các anh, và tay cầm mút cứng này. Chiều dài 2m7 nha, độ cứng ML và ngọn cây này 1.5 ly, trọng lượng là 187 g. Cần mã số 0 giá 390.000, cây này mã số 0 giá 390.000 ạ. Và tiếp theo mã số 1, mã số 1 thì một cây cần tay full hợp nha các này, full hợp full giấy tờ bên trong cho mình này. Đây em xin phép đọc thông số trước, thì cây này của hãng Suyumi, chiều dài 5m3, cần đi kèm tổng cộng 13 lóng nha, trọng lượng của nó sẽ là 152 g, ngọn 0.7 ly ạ, và gốc cần là 23.5 ly. Cây này của Hàn Quốc xuất Nhật nè, hộp bên trong sẽ kèm một cái túi vải và nó có cả giấy tờ nha. Này, giấy tờ của cần này, cây này thì độ mới cao rồi, độ mới trên 90-95 luôn rồi này, còn như chưa qua sử dụng luôn, tem vàng vẫn còn nè, tay cầm thì được làm nhám, gốc của nó 23.5 ly, đi kèm túi nắp đầy đủ. Và ngọn cần, ngọn 0.7 ly nha. Này, cần mới này em xin phép bước nhanh tí. Này, xây xước chỗ nào thì em sẽ quay nha. Hoặc là các muốn tham khảo chi tiết hơn thì cứ kết bạn Zalo em. Số điện thoại là 0933 111 365 ạ. Và cây này thì cần ra tương đối thẳng nè, không võng. Mà độ cứng của nó thì dịu nha. Cây này khoảng tầm 2.5H. Nhưng mà cần ra thẳng không võng nha các anh. Rất hợp cho anh nào muốn dòng cá suối nè, câu cảm giác nè. Và trọng lượng cái này 152 g, mã số 1 giá cần là 750.000. Cái này mã số 1 giá 750, này full hợp luôn. Full hợp nha, Suyumi 5m3. Và tiếp theo mã số 2. Này cái này có đi kèm túi nha các anh. Cái nào có đi kèm thì em sẽ gửi đầy đủ. 5m, mã số 2 sẽ là một cây cần tay 4m5. Cái này thì gốc của nó được 16 ly nha. Gốc 16 ly này, của hãng Gold Feeling nè, 4m5, phôi 2 da, phôi xoắn 2 da, xoắn 7 kế này, rất đẹp nha các anh. Tay cầm thì được cuốn, tay cầm thì làm nhám, cầm chắc chắn hơn. Gốc 16 ly. Và ngọn của cần là ngọn 0.5 ly nha. Này, mời các anh xem. 0.5 ly nè, từ lóng thứ 2 thì phôi carbon xoắn nguyên zin nguyên bản của nó nha, xoắn nổi toàn thân luôn này, có xây xước và vết xước li ti, xước dâm nha các anh. Hàng bãi thì không tránh khỏi nè, 4m5. Và cây này cần ra khá là thẳng, không võng, và độ cứng của nó thì khoảng tầm là 2.5H nha. Này, ra thẳng không võng nha các anh, độ cứng 2.5H, thích hợp cho các anh dòng cá suối nè, vì cần nhỏ gọn, tiện lợi mang theo, mình bỏ ba lô mang theo rất là tiện. Ngọn 0.5 ly, trọng lượng 110 g, mã số 2 giá 800.000. Cái này mã số 2 giá 800.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 là một cây cần tay của hãng Alpha Tucker. Cây này có chiều dài 3m6 nha. Và gốc của nó thì gần 16 ly. Gốc gần 16 ly cho mình. Nước sơn màu xanh nè, rất sáng cây cần. Và cây này bên ngoài của nó được khoảng tầm 85%. Ngọn cần sẽ là 0.5 ly nha. Ngọn 0.5 ly. Phôi từ lóng thứ 3 nè, nước sơn nguyên zin của nó luôn, nước sơn xanh. Này, 3m6 nha các anh, và cây này ra rất thẳng, độ cứng của cần là trên 4H nè. Cây này 3.5 đến 4H đổ lên nha. Ra rất thẳng. Này, các anh ra mồi dễ này, câu trôi chép đều được hết. Và ngọn 0.5 ly, trọng lượng sẽ là 97 g, mã số 3, giá cái này là 500.000 nha. Cần mã số 3 giá 500.000. Và tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây cần tay lóng ngắn nha các anh. Đầu tiên sẽ lên một vài mẫu cần tay lóng ngắn trước nha. Thì cây này có chiều dài là 4m5, gốc của nó gần 19 ly. Tay cầm thì được quấn chỉ quấn dây mây. Thì cái nắp đít nè có chế lại nha các anh, nhưng mà họ chế để mà mình vẫn lấy phôi ra được nè. Này rất tiện, nó không có chích keo cứng. Này, rất tiện nha. 4m5. Này phôi carbon xoắn nè, nước sơn màu xanh. Và ngoại hình của nó bên ngoài cũng được 85% đổ lên. Và ngọn cần, ngọn 0.6 ly. Phôi từ lóng thứ 3 này, phôi carbon xoắn, nước sơn xanh rêu.
Này, viền nâu nha các, viền nâu và có cả họa tiết này, rất đẹp luôn. 4m5, 4m5 thì cái là câu trôi chép nè, trôi giết đều thoải mái hết. Và cây này cần ra tương đối thẳng, độ cứng của nó khoảng tầm là 3h ạ, à, không võng nha, độ cứng 3h. Các anh cứ kết bạn Zalo em thì và nhắn mã số, các anh muốn tham khảo chi tiết cây nào em sẽ gửi độ nảy nè, chi tiết cần cho các anh. 4m5 nha, ngọn 0.6 ly và trọng lượng là 128g. Cây này mã số 4 giá 650, còn mã số 4 giá 650.000. Và tiếp theo mã số 5 sẽ là một cây cần tay 4m5 ạ. Này, cây này dòng Sewilling nè, gốc cần thì được gần 21 ly nha, tay cầm làm nhám. Này, phôi carbon xoắn và độ mới của cây này cũng trên 85-90% luôn. Ngọn cần ngọn 0.5 ly, 0.5 ly, phôi từ lóng thứ hai, phôi carbon xoắn nổi nha. Này, rất mới đẹp luôn ạ, nước sơn rất đẹp, xây xước chỗ nào thì em sẽ quay rõ hơn nha các anh. Này, vài vết xước lông mèo này mà không ảnh hưởng đến phôi nha, cần không dập không gãy. Hàng bên em thì các anh nên kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán nha. Này, chiều dài 4m5, cái này cần ra cực kỳ thẳng luôn, thẳng tóc, độ cứng của nó tầm 4h ạ, tầm 4h cho mình, độ này tốt nha. Và trọng lượng cần sẽ là 168g, mã số 5, giá cái này 650. Cần tay lóng ngắn nha, mã số 5 giá 650.000. Tiếp theo là mã số 6. Này, cái này nước sơn đẹp nha các anh, hai màu xanh đen này. Nước sơn khá là sáng, trên 85%. Và chiều dài của cần sẽ là 5m4. Phần gốc của nó được 22 ly nha. 5m4 này và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Này, ngọn 0.7 ly. Đầu bu này của nó thì như không xoay. Như đầu bu này không xoay nha các anh, nó bị cứng. Phôi từ lóng thứ hai, phôi carbon xoắn nổi nè. Và từ lóng thứ ba thì nước sơn của nó sẽ trở lại màu xanh đen nè. Này, nó xoắn nổi toàn thân luôn. Này, phôi nó hiện rõ luôn nè nha các anh. Chiều dài 5m4, ngọn 0.7 ly. Này, cái này thì nước sơn khá mới, ngoại hình rất tốt. Và cần ra thì cũng tương đối thẳng nha, tương đối thẳng, độ cứng của cái này khoảng tầm là 2 đến 2.5h, 2 đến 2.5h ạ. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 180g, mã số 6, giá cái này 700.000. Còn mã số 6 nha, giá 700.000. Phôi nước sơn rất đẹp, chiều dài 5m4 ạ. Và tiếp theo mã số 7 lại là một cây 5m4 nha các anh. Cây này thì nước sơn của nó cũng hai màu nè, và phần gốc cần thì được 22 ly. Này, gốc 22 ly. Ngọn cần sẽ là 0.7 ly nha. Ngọn 0.7 ly cho các anh. Và phôi carbon xoắn từ lóng thứ hai nè. Nước sơn rất sáng đẹp luôn. Xây xước chỗ nào thì em sẽ quay chậm. Năm mét tư nha các anh. Cây này ra cũng tương đối thẳng và độ cứng của nó thì được khoảng tầm 2.5h ạ. 2.5h. Ngọn ra thẳng không võng nha. Độ cứng tương đối tốt. Kết hợp cho các anh câu cảm giác một tí nè. Và ngọn cần sẽ 0.7 ly, trọng lượng 191g. Mã số 7 và giá của cây này là 600.000. Còn mã số 7 giá 600 ạ, chiều dài 5m4. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cây cần tay lóng ngắn cho các anh dòng trôi chép luôn, câu sông, câu hồ, sông tự nhiên đều được hết. Cây này thì có chiều dài là 4m8 nha, cần đi kèm tổng cộng 10 lóng. Tay cầm của nó thì được bọc da này, cầm rất là chắc chắn và còn tem đầy đủ luôn. 4m8, nước sơn rất sáng đẹp, có đi kèm nắp chụp gỗ. Ngọn của cây này thì là 0.7 ly nha, ngọn 0.7 ly. Này, cần bên trong này, mới toanh luôn, mới toanh nha các anh. Phôi của nó là phôi xoắn chìm nha, nên mình hơi khó thấy một tí, nó xoắn chìm phía dưới lớp sơn này. 48. Và độ cứng của cây này thì khoảng tầm là 4h nha các anh. Độ nảy cần rất tốt luôn. Này, các anh mới tập câu thì mình nên lấy những cây này vì độ cứng nó tốt, mình dễ ra mồi hơn. Vừa đánh nó không quá mềm. Không quá mềm nha. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 215g, mã số 8 và giá cây này là 500. Còn mã số 8 giá 500.000. Tiếp theo là mã số 9, là một cây cần tay lóng dài.
Cái này thì có chiều dài là 3m6 ạ. 3m6, tay cầm của nó quấn chỉ nè. Ở đây thì người ta độ bọc thêm da nha các anh, để người ta làm lại cái nắp chụp á. Cái nắp chụp này thì nó rơi nè, người ta bọc da nè để cố định cái nắp chụp này. Chiều dài 3m6 này, dòng này thì gãy rô diếc rất là tốt nè, rất cảm giác nó không quá cứng. Và ngọn cân sẽ là 0.6 ly, ngọn 0.6 ly, phôi từ lóng thứ hai, phôi carbon xoắn nổi nha các anh. 3m6 thì cần sẽ đi kèm tổng cộng là 4 lóng ạ. 4 lóng. Cây này cần ra thẳng không võng. Độ cứng của nó thì khoảng tầm là 2.5 đến 3H ạ. Các anh ngồi con mương con suối nó dòng cá nó có cảm giác nha, nó không có bị quá cứng. Và trọng lượng cần sẽ là 70 g. Cây này mã số 9 giá 550.000. Còn mã số 9 giá 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 là một cây Suyumi, chiều dài 3m9, cây này lóng dài nha các anh. Lóng dài nè, tên vẫn còn. Và gốc cần được 13.5 ly nha. Có 13.5 ly, phôi thì phôi carbon xoắn. Và ngọn của cây này sẽ là 0.7 nè. Ngọn 0.7 ly. Phôi nó xoắn toàn thân luôn nha các anh, từ lóng ngọn cho tới gốc. 39 đi kèm tổng cộng là 4 lóng nha. Và độ cứng cái này thì được 3 đến 3.5H này. Ra thẳng không võng và có độ nảy cao. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 126 g. Cần mã số 10 giá 780.000. Cái này mã 10 nha, giá 780. Này, ngoại hình tốt trên 85-90%. Và tiếp theo mã 11 sẽ là một cây cần tay lóng dài Suyumi. Cái này sẽ có chiều dài là 3m9 ạ. Nước sơn cực kỳ mới. Cái này mới toanh trên 90%. Và phần gốc cần thì được 12.3 ly nha. Này, cái này thì nó có bị rơi cái nắp chụp đít nha các anh. Anh về chế lại với mình để giá theo tình trạng cần cho anh về độ lại mình đi câu nha. 39 của Suyumi. Và cái này có ngọn là 0.7 ly. Này, ngọn cần 0.7 ly, nguyên zin nguyên bản của nó nha. Nước sơn màu bạc toàn thân này. 3m9 thì sẽ đi kèm tổng cộng là 4 lóng. Cái này bên trong nước sơn cũng còn rất là sáng đẹp luôn, không xây xước gì nhiều. Ra thẳng không võng. Và độ cứng của nó thì được 2.5H. Tầm 2.5H nha. Ra rất thẳng không hề võng nha. Và trọng lượng cái này sẽ là 90 g. Mã 11 giá 680.000. Còn mã 11 giá 680. Chiều dài 3m9 ạ. Tiếp theo mã 12 sẽ là một cây cần tay Nissin nè. Nissin chiều dài cây này 39, cần đi kèm tổng cộng là 5 lóng. Này, full carbon xoắn vân. Full carbon xoắn cho các anh này, nó xoắn toàn thân luôn. Độ mới bên ngoài trên 90%. Tay cầm thì được quấn chỉ nè. Rất chắc chắn. Và gốc cần. Gốc cần là gần 14 ly nha các anh. Cái này gốc cần 14 ly, có đi kèm nắp chụp và túi đựng đầy đủ. Ngọn cái này là ngọn 0.8. Này, ngọn 0.8 ly này. Cần tay Nissin nha. Này, ở đây họ có quấn chỉ này nha các. Quấn chỉ bo chống nổ này. Phô xoắn toàn thân ạ. Này, hàng bãi nó cũng sẽ có xây xước nha các. Và đường xước dâm này. 3m9, 5 lóng. Và độ cứng của cái này thì tầm 3.5 đến 4H ạ. Cần ra cực kỳ thẳng. Ngọn 0.8 ly. Và trọng lượng sẽ là 114 g. Mã 12. Giá cây này là và cây này giá cần là 1.100.000. Mã số 12 giá 1.100.000 ạ. Có đi kèm nắp và túi đầy đủ nha. Và tiếp theo là mã số 13. Đây, 13 là một cây Nissin luôn ạ. Hôm nay em về được 2 cây Nissin nha các anh. Cây này thì có chiều dài là 4m5. 4m5 này. Nước sơn bên ngoài cũng trên 85%. Và tay cầm của nó được quấn chỉ quấn dây mây nha. Gốc cần thì là 14.7 ly. Và ngọn của cây này là ngọn 0.6. Này, ngọn cần ngọn 0.6 ly này. Có quấn chỉ nha các anh. Hàng bãi này. Đã qua sử dụng. Thì tình trạng về như nào em sẽ báo trên video cho các anh. Nissin 4m5. Và cần đi kèm tổng cộng là 5 lóng ạ. Cây này thì ra cũng rất là thẳng. Độ cứng của nó khoảng tầm 3 đến 3.5H nha. Không võng nha. 4m5 này.
và trọng lượng cần 130 g. Cái này mã số 13 giá 1.100.000. Còn mã số 13 giá 1.1 triệu ạ. Này, cần tay Nissin có đi kèm túi đựng này và nó có nắp chụp luôn nha các anh. Có nắp chụp luôn. Và tiếp theo là mã số 14. Là một cây Ryobi chiều dài 5m4 ạ. Này, cái này nước sơn màu nâu nha các anh. Màu nâu và phôi cũng xoắn toàn thân nè. Độ mới bên ngoài chắc cũng trên 85%. Tay cầm thì được quấn chỉ và gốc cây này. Gốc của nó gần 16 ly nha. Gốc gần 16 ly. Dòng này thì các anh dòng trôi chép nha, mình trôi chép này. Rất cảm giác luôn. Này, câu như người Nhật này. Thì họ chỉ câu cảm giác thôi nha các anh, nó họ không đánh bạo lực như là cần Trung Quốc nha. Này, cần mềm. Có xây xước li ti ạ. Này, xước lông mềm. 5m4 và cây này thì cần ra cũng tương đối thẳng. Độ cứng của nó thì khoảng tầm là 2 đến 2.5H nha. 2 đến 2.5H. Tương đối thẳng nha các anh. Và trọng lượng sẽ là 151 g, ngọn 0.6 ly. Cần mã số 14 và giá cái này 800.000. Mã 14 giá 800.000 ạ. Cần của Ryobi. Và tiếp theo mã 15. Mã 15 sẽ là một cây cần tây 5m4 ạ. Cái này 5m4 nha các anh. Tay cầm nó nè, quấn chỉ quấn dây mây đầy đủ. Và phần gốc của cái này thì được 18.5 ly. Phôi carbon xoắn nè. Carbon xoắn toàn thân luôn. Và cái này độ cứng cũng tương đối tốt. Ngọn cân sẽ là 0.7 ly nha. Ngọn 0.7 ly. Này, nó xoắn từ lóng thứ hai nha các anh. Xoắn từ lóng thứ hai cho tới gốc luôn. 5m4 nè. Và độ cứng của cần thì được khoảng tầm là 2 đến 2.5H. Những cây này cho các anh dòng cá rất là cảm giác nè. Câu dạng dịu nha. Ngọn dịu nè. Và trọng lượng cần thì sẽ là 187 g. Mã 15 giá cái này 700.000. Cần mã 15 giá 700.000 ạ. Cần tay lóng dài. Và tiếp theo mã 16 thì em sẽ qua cần ráp khúc ạ. Cây đầu tiên thì lên cho các anh một cây si vàng nha. Cây si vàng ráp khúc nè, có đi kèm túi. Si vàng chiều dài cần là 2m1 ạ. Đây thì 2m1 thì nó đi kèm tổng cộng 3 lóng thôi. Tay cầm được quấn chỉ nè. Tem vàng đầy đủ. Độ mới rất cao nha các anh. Phôi của nó thì phôi giả vân chút nè. Và có đi kèm nắp chụp gỗ. 2m1 3 lóng. Nguyên zin nguyên bản nha. Phôi của lóng ngọn nè, phôi carbon xoắn. Và ngọn cây này thì là 1.1 ly. Độ cứng của nó khoảng tầm 3.5 đến 4H nè. Cây này thích hợp cho các anh câu tôm, câu rô giết nè, rô giết nha, hoặc câu tôm này. Ngọn 1.1 ly, trọng lượng rất là nhẹ luôn, 40 g thôi. Mã 16 giá cây này 850.000. Si vàng nha các anh. Mã 16 giá 850. Tiếp theo là mã 17. 17 sao một cây cần tây ráp khúc này. Cần tây ráp khúc này thì cần về tình trạng là em sẽ báo như vậy nha. Thì cái này em đo chiều dài thực của nó là 2m4. Chiều dài thực 2m4 cần đi kèm tổng cộng là 3 lóng nha các anh. Này. Này, 3 lóng. Và ngọn của cái này sẽ là 0.7 ly. Độ cứng của nó thì được 3 đến 3.5H này. Cần ra thẳng không võng. Ráp vào không võng nha. Cần có 3 phút. Tay cầm của nó thì được quấn chỉ này. Này, chiều dài 2m4. Thích hợp mình ngồi câu rô giết hoặc là câu tôm. Và trọng lượng 66 g. Mã 17 giá cái này 390.000. Còn mã số 17 nha, giá 390.000. Có đi kèm túi vải cho các anh. Và tiếp theo là mã số 18. Mã 18 này, tiếp tục là một cây cần tây ráp khúc nha. Cây này nó cũng vậy, cái lóng bên này nó ngắn hơn bên kia nha các anh. Và chiều dài thực của cây này là 3m7. 3m7 cần nó sẽ đi kèm tổng cộng là 4 lóng này. Hình như là zin của nó là như vậy nha các anh. Tại vì hai cái lóng này nó đều bằng nhau nè. Hai lóng này nè, nó dài bằng nhau nè. 3m7. Cần có 4 lóng ạ. Ở đây thì họ đã quấn chỉ nè, quấn chỉ chống nổ đầu lóng này. 3m7 nha. Ngọn cần 0.7 ly, trọng lượng 79 g. Cái này độ cứng 3H ạ. Tay cầm được quấn chỉ đầy đủ.
và mã số 18 giá cần là 390.000, còn mã số 18 giá 390. Tiếp theo mã 19. 19 là một cây cần tay ráp khúc phôi carbon giả vân trúc ạ. Cây này thì có chiều dài là 4m2 nha. Phôi giả vân trúc nè, tay cầm quấn chỉ đầy đủ. Và có đi kèm nắp chụp gỗ, nắp chụp đôi cho các anh. 4m2 thì nó sẽ đi kèm tổng cộng là 5 lóng nha. 5 lóng. Này, thì thường hai lóng này nước sơn sẽ màu đen nè, còn ba lóng còn lại sơn zin nguyên bản của nó. Giả vân trúc. Nè. Và ngọn của cái này sẽ là 0.7 ly nha các anh. 4m2, ngọn 0.7 ly, độ cứng tầm 2.5H ạ. Nè, nó có dịu một tí, ngọn nó sẽ là ngọn dịu nha các anh. Độ cứng tầm 2.5H và trọng lượng cần 100g, mã 19 giá 750.000. Cái này mã số 19 nha, giá 750.000. Và tiếp theo là mã số 20. 20 là một cây cần tay ráp khúc của hãng Daiwa nha. Daiwa chiều dài cây này 3m9, phôi cũng là phôi carbon xoắn toàn thân này. Cần tay ráp khúc Daiwa, tay cầm của nó đây, được quấn chỉ nha các anh. Ráp khúc thì cái lóng của nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ nhỏ hơn những cái cây cần rút này nha các anh. Ráp khúc thì lóng nó thường sẽ nhỏ hơn. Và cần cũng đi kèm tổng cộng là 4 lóng luôn này. Nước sơn nguyên zin nguyên bản, phôi nguyên zin nguyên bản hết. Này, màu của nó thì nó hơi tối màu một tí. Này, còn cần thì còn được khoảng tầm 80%, 80-85%. Ngọn 0.8 ly, cây này độ cứng khoảng tầm 2-2.5H ạ. Mình cho các anh mà mình thích đánh cảm giác nha. Dòng cá nè, câu cảm giác nè. Trọng lượng 82g, mã 20 giá 750.000. Daiwa 39, mã 20 giá 750.000 nha. Và tiếp theo là mã 21. 21 này, thì cây này cũng đo chiều dài thực luôn, vì nó không ghi thông số nha các anh. Chiều dài thực của nó là 4m2 nè, và phôi là phôi carbon giả vân trúc ạ. Carbon giả vân trúc cho các anh. Và cần đi kèm tổng cộng là 4 lóng. Này, 4 lóng nha. 4m2. Tay cầm thì đã được quấn chỉ nè, và ngọn cần là 0.7 ly, trọng lượng cây này 105 g. Và độ cứng của nó thì khoảng tầm là 2-2.5H nha. Này, 2-2.5H. Này, nước sơn đây, mời các anh xem. Cần tay ráp khúc ạ, có 4 lóng. Và mã số cái này mã 21 giá cần là 500.000. Cái này mã 21 giá 500.000 nha. Cần tay ráp khúc ạ, 4m2. Và tiếp theo là mã số 22. 22 là một cây cần tay ráp khúc của hãng Suyumi ạ. Này, cần tay ráp khúc Suyumi, cây này thì có chiều dài là 3m9 nha các anh. Phôi carbon giả vân trúc nè, có đi kèm chiếc nhẫn cao su nè. Và tay cầm của nó đã được quấn chỉ. Gốc khá là nhỏ nha, gốc cây này tầm 10-11 ly thôi. Và có đi kèm nắp chụp. Nắp chụp túi đựng đầy đủ ạ. Ráp khúc 3m9, phôi carbon giả vân trúc. Và ngọn cây này sẽ là 1.4 ly. Đây, độ cứng cũng tương đối cao nè, ngọn 1.4 ly, độ cứng trên 3H, tầm 3-3.5. 4 lóng nha các anh. Suyumi 4 lóng, 3m9 và trọng lượng 80g nha. Cây này có mã số 22 giá 650.000. Cần tay ráp khúc mã 22 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã 23 thì mà lên cho các anh một cây cần súp. Một cây cần súp chiều dài 4m5, độ cứng 30. Cây này thì thích hợp đánh lục nè, đầu cần hoặc mình đánh bạc bãi nha. Chuyên bạc bãi. Bát là bát FH7, bát xếp. Này, dòng long beam nè, phôi carbon xoắn toàn thân. Và ngọn của cây này sẽ là 2.8 ly. Ngọn 2.8 ly đi kèm 4 khuyên chạy và cần cũng có tổng cộng là 4 lóng. Khuyên cái của nó sẽ là một khuyên gập nha các anh. Một khuyên gập nè. Độ cứng chuẩn 30 nha. 4m5. Này, cái này thích hợp các anh đánh bạc bãi hoặc mình đánh ngâm lăn xê. Hiệu quả. Ngọn 2.8 ly, trọng lượng 440 g. Mã số cần 23 nha. Cần mã 23 và giá cái này 730.000. Cần mã 23 giá 730.000, 4m5 độ cứng 30. Và tiếp theo mã 24. Sẽ là một cây cần 3 khúc ạ. Này thì em có hai khổ nha các anh. Cái này thì 3 khúc 3m6 nè, đơn ngâm lăng xê hoặc các anh đánh hồ dịch vụ, đánh tre đều được hết. Hàng co ra xuất nhật nha. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn. Chiều dài 3m6, tải cá của nó từ 20-40 lb này.
tỏi mồi từ 100 đến 250 g, khô xoắn toàn thân, bát xa bát hãng, bát vặn. Và ở đây thì cái mút này, này cái mút như này nữa nha, phô xoắn toàn thân. Khuyên đi kèm sẽ là khuyên hãng, dạng khuyên ba chân. Và ngọn của cây này, ngọn 3.6 ly, trọng lượng là 578 g nha, mã 24, giá cần là 550.000. 500.000 nha các anh, cần mã số 24, giá 500. Này, độ cứng của nó thì khoảng tầm là 30 nè. Và tiếp theo là mã số. Đây, cái cây 24 này, 36 này sẽ giá là 480.000 nha các anh. Và tiếp theo, cây 39, cây cuối cùng là mã 25 nha. Thì đây, nó cũng giống nhau nè, nó chỉ khác cái thông số. Đây, nó cũng giống nhau cái thông số tải nha, tải mồi và tải cá này. Hàng Korea xuất Nhật luôn. Chiều dài 39, độ cứng của cần cũng khoảng tầm 30. Đơn ngâm lăn xê thoải mái hết. Canh đánh tre, đánh hồi dịch vụ đều được nha. Khuyên là khuyên hãng nè, khuyên bay chân. Phôi xoắn toàn thân. Bát là bát hãng, bát vặn. Và ngọn cây này sẽ là 3.7 ly, trọng lượng 628 g nha các anh. Độ cứng cao nè. Các anh nhận hàng cứ kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Trên video em bán như này em sẽ giao như vậy nha. Và trọng lượng 628 g, mã 25, giá 550.000. Còn mã số cuối cùng, mã 25, giá 550.000 ạ. Và em cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Chúc các anh đầu tuần vui vẻ nha và lên cái rực rỡ ạ. Và đừng quên cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Chúc các anh đi câu may mắn.